Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 3, sách giáo khoa sinh học 12, trang 128 với đề bài như sau. Tại sao cách ly địa lý lại là cơ chế chủ yếu dẫn đến hình thành loài mới ở động vật? Để trả lời được câu hỏi này, các em có thể xem lại lý thuyết mục 1 La Mã chấm 1, vai trò của cách ly địa lý trong quá trình hình thành loài mới, trang 126 và 127, sách giáo khoa sinh học 12. Lời giải chi tiết như sau. Cách ly địa lý là cơ chế chủ yếu dẫn đến hình thành loài mới của các loài động vật bởi vì khả năng di chuyển của các loài động vật, đặc biệt là với những loài có khả năng phát tán mạnh, thì cách ly địa lý càng tạo điều kiện cho chúng dễ dàng hình thành nên các quần thể cách ly và từ đó dẫn đến hình thành nên loài mới. Như vậy, cô và các em đã vừa trả lời xong câu hỏi số 3, sách giáo khoa sinh học 12. Trang 128.